Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày hôm qua đã bổ nhiệm ông Jim Comey làm giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI thay cho ông Robert Mueller, người đứng đầu cơ quan này từ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Theo nguồn tin, cựu quan chức dưới thời chính quyền Tổng thống George Bush này cũng từng là một công tố viên, một chuyên gia an ninh nội địa trong hơn 20 năm. Thâm niên công tác đã chứng tỏ được tính kiên định, liêm khiết và lập trường vững vàng của ông Comey để có thể đảm bảo được cả an ninh và các giá trị của đất nước. Nếu được Thượng viện thông qua, ông Jim Comey, một thành viên của Đảng Cộng Hòa, sẽ bắt đầu đảm nhiệm vai trò từ mùa thu này, trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang phải đối mặt với những rắc rối từ chương trình giám sát Internet, việc sử dụng máy bay không người lái, các cuộc điều tra về vụ tấn công đẫm máu nhằm vào lãnh sự quán Mỹ tại Libya hay vụ tấn công kép nhằm vào giải marathon Boston.